Nhiều bạn hỏi tôi ở Đà Nẵng mua nước hoa ở đâu uy tín, thì nay tôi sẽ dẫn các bạn tới một địa điểm mua nước hoa chính hãng nổi tiếng nhất Đà Nẵng này nha. Đặc biệt này ở đây còn có nhiều quà tặng và combo siêu hời nên tôi phải đến săn liền đây, mà giá cả rất phù hợp với mọi người luôn. Dưới 1 triệu cũng đã có ngay một em nước hoa rồi nè. Và đây là Thế Giới Nước Hoa, hệ thống phân phối nước hoa chính hãng lớn nhất Việt Nam, có gần 50 chi nhánh trên toàn quốc. Các dòng nước hoa ở đây đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, có đầy đủ các chứng nhận tem mác nên các bạn cứ yên tâm mà mua sắm nhé. Có đầy đủ các mức giá dưới 1 triệu cũng có, từ 1 triệu đến 3 triệu, từ 3 triệu đến 7 triệu, cứ tới là có nước hoa mang về. Đến đây các bạn sẽ được các bạn nhân viên tư vấn nhiệt tình lắm. Các mẫu vừa mới ra trên thị trường thì đều có ở đây luôn á. Xin thực sự mà bài trí theo từng gian hàng để dễ dàng lựa chọn nữa đó. Như dòng nước hoa Bực Hỏi đến từ nước Đức này đây, là dòng nước hoa cao cấp độc quyền của Thế Giới Nước Hoa luôn đấy. Mà có mấy chương trình như combo quà tặng giá sốc chỉ từ 990k. Nếu bạn mua càng nhiều thì càng giảm sâu, giảm đến 40%. Cả gift set cực đỉnh mà chỉ từ 1.144.000. Nay tôi chọn mãi thì mới chọn ra được một bộ này đây. Và đây là dòng nước hoa Khâu, mùi nền mùi cực kỳ, kiểu phóng khoáng, hòa mình cùng thiên nhiên lắm. Kiểu tính cách tự do như tôi thì mùi này hợp lắm nè. Và mua thêm một em Gucci này để tặng cho người yêu nữa là ok. Đặc biệt khi mua còn được tặng quà lên đến 2.6 triệu luôn đó. Tôi cũng có quà mang về nè. Và đây là Thế Giới Nước Hoa tại tầng 1 Vimcom Plaza Ngô Quyền, tại 910A Ngô Quyền nha mọi người.